Người yêu xem cái tay sữa thì mọc mũi ăn mà kinh. Hôm nay không phải ăn ở nhà hàng bên ngon. Ăn cứ bữa ở nhà hàng kia. Sao mà con gặp anh này? Sao đi lại gặp tiếp? Đi bắt đầu đấy. Đi học đi nhà hàng này là chụp. Đánh kem
vẽ đâu.